quý vị, nằm tại địa chỉ số 7 đường bờ sông Xét, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có một tiệm giặt là mà nếu chỉ nhìn bên ngoài thì cũng không có gì khác biệt so với những tiệm giặt là thông thường. Điều đặc biệt là chỗ khi khách hàng đến đây, họ sẽ không được nghe những lời chào hỏi thường thấy, mà chỉ thấy sự thân thiện, cẩn thận của nhân viên thông qua nụ cười hay là cử chỉ. Ba cô gái khiếm thính tại tiệm giặt là người điếc mà chúng tôi muốn giới thiệu ngay sau đây sẽ khiến cho chúng ta lạc quan hơn và thêm trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi công đoạn, dẫu chỉ là một nếp nhăn quần áo hay sợi chỉ thừa cũng được bỏ đi. Thúy và Ngân đã làm ở đây được hơn một năm, cả hai đều khiếm thính bẩm sinh, không nói được, không nghe được. Ngân nhỏ tuổi nhất, mới 18 tuổi. Tiệm giặt có 3 người, tất cả đều mất khả năng nghe, chỉ mình Thúy nói được. Ký hiệu, nụ cười, cử chỉ là ngôn ngữ ở đây. Có một cái bảng để khách hàng trao đổi thuận lợi hơn. Khi mà em gặp khách hàng, em không cảm thấy là sợ nghe nói, sợ giao tiếp với người lạ nữa. Thì là những cái mà sự lạc quan của bọn em, sự tự tin của bọn em trong giao tiếp sẽ truyền đến cho khách hàng. Ví dụ khách hàng có thể cảm thấy là đến những người điếc này, họ còn không nghe được mà họ còn vui vẻ, thoải mái như thế. Thế hướng gì là mình. Tháng 12 năm ngoái, tiệm giặt là người điếc bắt đầu được mở. Đến nay, nhiều người dân đã quen với ba cô gái ở đây. Có người còn tặng xà phòng, nước xả vải. Để tiết kiệm chi phí, với những đơn hàng ở xa, việc giao và nhận hàng, ba cô gái trực tiếp làm. Cuộc sống này không có gì khó khăn cả, tất cả là ở mình thôi. Mỗi người có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Khi mà mình tìm và mình hiểu bản thân mình rồi, thì mà mọi thứ, những cái mà mình làm, dù là điều nhỏ nhất, thì mọi người cũng biết đến và những cái may mắn đấy sẽ mang lại cho mình. Những cái cây xanh, món quà của tiệm dành tặng cho khách hàng trong một ngày mùa đông giá lạnh ở Hà Nội. Sống cho đi và lạc quan, ba cô gái đang khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa nhất.